tuổi thơ của em thì không được đẹp và em đềm lắm. Là tại vì ai gặp ba em cũng thấy ba em rất là hiền, rất là vui vẻ. Nhưng mà cái đó là do ba em quá đam mê công việc. Ôi, chị hồi xưa giờ chưa bao giờ được rải thảm, được hoa hồng gì hết. Thật ra thì cám dỗ thì nhiều. Nhưng mà mình đủ mạnh mẽ thôi. Với lại mục đích của mình là như thế nào? Yeah. Biết là may tầng nào gặp may tầng đó, nhưng mà anh sẽ mua bầu trời này để được ngay gần đó này chắc là ý trời. Bởi vì anh xem ngay lần đó, vì em là nguồn cảm hứng mà mọi bản nhạc hay cần có. Vì biến cố cho nên mình không theo được. Không theo không theo được cái ngành đó. Mà cái ngành này đúng là một cái sự vô tình. Ngành văn hóa văn nghệ này nó là sự vô tình. Em biết nói sao đây với người ôm khói tuyệt tình, khi chính chị mới là người chung phù, tách bến sang thuyền phù rẫy người ta. Em cảm thấy là các bạn trẻ của em bây giờ cũng hay gặp vấn đề đó. Là hay bị trễ giờ. Đúng không? Trễ giờ rồi hay sao nhãng trong cái công việc này kia, không cái thế hệ của tụi em không bằng thế hệ trước về vấn đề đó, em cảm thấy như vậy. Thực ra mình làm nghệ thuật, mình làm nghệ sĩ thì cái khuôn mặt mình của công chúng, cho nên mình không thể nào mình làm bậy, không làm ẩu đả hay hoặc là mình gian dối gì, cho nên cái việc đó thì lúc nào nó cũng lợi thuận lợi trước hơn. Tại vì thật ra là em cũng kén sự kiện, với lại là em là trưởng phòng MC của truyền hình pháp luật thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam đã 7 năm rồi. Kiểu... em ngặt một cái em khoái nhậu mới chết chứ trời. Vậy thì em khoái sẽ... bốc rượu á. Em sẽ 4 ly nha. Em sẽ 4 ly cho ông ba. Em bốc rượu á. Em nói. Dạ ơi, cái này là tự Đạt nói chứ anh không hề nha. Tự này... về coi xong rồi về đó là hôm nay anh Phúc và rủ chồng em đi nhậu nhẹt. Thì đây là một cái game thôi. Mình đúng chơi rồi, game chứ đâu phải mình ăn nhậu đâu. Chính xác. Đón xem podcast Màu Hạnh Phúc phát sóng lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MC Dương Hồng Phúc.